Dạ vâng, sau phụ kiện PCE Tú Anh lại xin chào đến toàn thể anh em các bác đam mê bộ môn súng hơi, súng nén khí đang theo dõi video ngắn của em ngày hôm nay. Vẫn là chuyên mục về súng ống cho anh em lựa chọn và tham khảo về đi săn. Thì ngày nào cũng ra video để giới thiệu cho anh em những khẩu súng mà anh em đã tin tưởng và tháng bên shop nhận qua hình thức đó là gửi xe nguyên cây và giới thiệu đến cho anh em. Ngày hôm nay thì tiếp tục lên cho anh em một cái mã đó là B58, full một bộ combo đầy đủ, giá là 5.200.000. Thì ở đây 5.200.000 thì anh em sẽ được một combo đầy đủ, một khẩu PC Condo Z và một chiếc bơm đồng hồ to bằng to và một cân đạn chì để cho anh em về đi săn. Thì ở đợt này em đang làm chương trình khuyến mãi cho anh em, khi anh em mua súng sẽ được tặng kèm đó là chiếc bơm thôi nhé. Đấy, nên là anh em nào mà khi mua combo thì giá cả sẽ rẻ hơn rất chỉ nhiều. Nên là anh em nào có nhu cầu muốn chơi, muốn tham khảo, muốn mua thì có thể liên hệ trực tiếp cho bên em qua số điện thoại em để trên bển kia để mua bán các nhé. Lưu ý là anh em mua bán này, thì đây là số điện thoại liên lạc chính của bên em. Anh em mua bán thì gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo, Telegram qua số này, thì bên em sẽ tư vấn cho anh em thêm về cấu hình và mẫu mã sản phẩm. Anh em chưa biết cái vấn đề gì về súng ống ấy thì có thể là liên hệ qua Zalo, thì bên em sẽ tư vấn cho anh em. Đấy, hoặc là súng ống của anh em mua về có bị trục trặc hay lỗi vấn đề gì thì anh em cứ gọi điện qua số này, bên em sẽ khắc phục và sửa chữa cho anh em. Đấy, không cần nhất thiết anh em cần phải mua hàng ở bên em. Anh em mua hàng ở đâu cũng vậy, cứ có không biết cách sửa chữa hay là bên khi mà đơn vị bán hàng anh em người ta mua bán hàng cho anh em mà anh em người ta không tư vấn được cho anh em thì em cũng có thể là alo cho anh em, bên em sẽ tư vấn cho anh em cách khắc phục và sửa chữa cho anh em một cây củi hoàn thiện ok nhất các bác nhé. Nên là anh em mua hàng bên em thì yên tâm, vấn đề là bên em bán hàng cho anh em luôn luôn là có chế độ bảo hành riêng. Đấy, bảo hành lỗi một đầu một trong vòng một tuần, nghĩa là cho anh em chơi trong vòng một tuần anh em cảm thấy cái gì không ok liên lạc lại bên em để đổi trả. Có rất nhiều anh em là chơi trong vòng tuần cái kính này nhiều khi lấy kính nó mờ hoặc là không phù hợp với cái mắt của anh em thì anh em có thể đổi kính khác, gửi về bên em kiểm tra kính không lỗi không hỏng trong quá trình anh em chơi thì bên em sẽ đổi cho anh em kính khác và anh em thêm bù tiền. Đấy, còn tất cả những phụ kiện nhá của cây củi mà về anh em nhận ra có vấn đề lỗi lầm hay trục trặc alo cho em qua số điện thoại kia để đổi trả nhá. Đấy, có những cái vấn đề đồ phụ kiện ví dụ kính cái cành thì em sẽ bảo hành cho em trong cái thời gian dài hơn. Còn về vấn đề van, về bình, về khung, về những cái vấn đề này thì nói thật với anh em không bao giờ hỏng được. Đấy, còn cái vấn đề làm hỏng được ví dụ kính này, cành này, van này có vấn đề lỗi trong vòng 6 tháng liên lạc lại bên em sẽ hỗ trợ anh em cách khắc phục và sửa chữa không nhé. Đấy, nên anh em yên tâm bán hàng bên em thì mua hàng bên em thì anh em yên tâm là được chế độ hành riêng có nhé. Còn là quay lại với sản phẩm ngày hôm nay thì đó sẽ là em đánh cho nó đến B58 5.200.000 thì em sẽ là một cấu hình đó là. Về phần bình thì em sẽ lắp cho anh em đó là bình nhôm đít bằng nhé. Đấy, nhiều anh em hỏi là bình nhôm có an toàn không thì nói thật anh em bình nhôm nó rất chỉ dày dặn và an toàn 100% cho anh em. Đấy, anh em xem đây, và lấy cho anh em xem cái bình nhé. Đấy, đây, đây là cái bình nhôm này, anh thấy này, cực kỳ là dày dặn luôn nhá. Anh em đừng nghĩ là nó không an toàn này kia, thì bình nhôm thì sơn alót trong ngoài cho anh em. Đấy, đây là cực kỳ dày dặn, anh em bảo lỗ thì em nói thật với anh em để anh em đập có khi không vỡ chứ chẳng phải lỗ nhá. Đấy, anh em yên tâm, chỉ sợ chơi là anh em là chơi là nặng quá thôi chứ còn bình nhôm nó hơi nặng hơn bình carbon một tí. Đấy, nên là anh em chơi thì nặng hơn chứ còn để mà về độ lỗ nhá thì không thể làm mà lỗ được không nhá, không thể làm lỗ được, bởi vì ở trong khớp, giữa khớp bình và cái van này nó có một cái sim cao su. Đấy, trước khi nó em thật luôn bơm khoảng 300 kg, ngoài 300 kg nhá, thì cái sim cao su đã lổ tạch ra, nó xí hết ra hơi rồi, không thể lổ được cái bình đâu các bác nhá, anh em yên tâm. Về phần van thì em sẽ sử dụng cho anh em đó là van cờ đi két Z, van Z cờ đi két nhá, van đắt tiền nhá, khỏi van hàng van super well đâu. Đấy, van đắt tiền đã làm thì làm lại và xử lý buồng hơi áp xả cho anh em để anh em chơi yên tâm nhá. Đấy, lò xo búa này thì bên em lắp lò xo thử bên em cực kỳ khỏe, và quy thì sẽ là quy bọc đồng. Đấy, cò ruột trôn an toàn thì lắp cho anh em trơn tru mượt mà. Đấy, quy thì cực kỳ kín hơi cho anh em. Đấy, và nhá, về phần tay đòn của khung này thì sẽ kéo quy hai bên được cho anh em. Đấy, bên trái bên phải anh em thích kéo bên nào thì mình có thể đổi.
Đấy, nhiều anh em là thích trái đây thì anh em có thể tháo ra và xoay cái vòng này này. Đấy, xoay cái vòng này nhá. Và đây, mình lại xoay về bên này thì mình sẽ có thể kéo được cả tay trái luôn. Đây. Đấy, đây. Em kéo tay trái này. Đấy, ok chưa? Lên được cả hai bên luôn cho anh em các nhá. Khung là khung sẽ là khung vuông cho anh em và bác, khung vuông. Tay cầm gỗ là tay cầm gỗ sạc cừ sơn đen. Giảm âm sumo định tâm định khối. Cành ở cây này thì hiện tại em đang lắp đó là cành TK công nhá. Và luôn là sẽ là cành loại 2 chứ không được cành loại 1 đâu các nhá. Đấy, cành loại 2 nhưng bao cho anh em chơi cự ly là 60m là chuẩn tâm. Thì 60m anh em có vẫn có thể là ăn ngón tay như này bình thường. Đấy, 100m săn cò thoải mái các nhá. Cành loại 2 nhưng vẫn bao chuẩn chỉ cho anh em cự ly 60m. Đấy, để anh em chơi. Đấy, nói chung là hàng nào tiền nào giá nào thì em báo luôn như vậy để tránh mất thời gian của anh em. Nhiều anh em lại cứ nhắn tin điện để hỏi là anh ơi cây này phải cành loại 1 không, thì em nói xin thưa anh em, cành loại 2. Đấy, để mà lắp lên một khẩu súng mà 5,2 triệu như thế này mà lắp cành loại 1 ấy, đâu cái cành không, cành ví dụ cành loại 1 thì nó đã 2 triệu đồng rồi. Đấy, còn cành loại 2 thì nó sẽ rẻ hơn một chút. Nên là anh em lưu ý nhá. Đấy, về phần cành thì vẫn bảo hành cho anh em để anh em chơi chuẩn chỉ trụ. Kính thì ở cái ngắm Discovery hàng VTR 3-940. Ở inox con này thì có đèn tâm xanh đỏ ban ngày và đêm cho anh em. Đấy, bao chuẩn chỉ condo Z phù hợp cho anh em nào mà đi rừng, cực kỳ ngắn gọn cho anh em. Đấy, anh em đi rừng săn sóc săn thú thì mình có thể đi chơi cái này là ok. Canh thì cắn kẹo 5.5 hoặc 6.35 tùy nhá. Anh em thích chơi cắn kẹo nào thì báo shop sẽ lắp cho anh em cắn kẹo như vậy. 5.5, 6.35, em nào muốn bem thú to thì mình chơi 6.35. Có em bem chim nhỏ thì mình chơi kẹo 5.5. Đấy, nào ok nhất. Có anh em nào mà thích lắp cây dài thì shop sẽ lắp cây dài cho anh em. Đấy, dài hay talon thì giá tiền nó đều bằng nhau thôi. Đấy, nên anh em nào mà thích lắp cây nào thì báo shop sẽ lắp cây đấy như vậy cho anh em. Để sao mà anh em có một cây củi ok chuẩn chỉnh nhất cũng nhé. Đấy, một khẩu PC Condo Z giá 5,2 triệu. Tặng kèm cho anh em một chiếc bơm đầu to là to và một cân đạn trì, giá cực kỳ rẻ phải chăng. Anh em nào mà có nhu cầu chơi thì kết nối cho anh em qua số điện thoại kia cũng nhé. Còn video ngắn ngày hôm nay thì em cũng xin phép anh em bác kết thúc đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé.